Không lẽ dục hoài sao? Wow, cái gồ quá mỡ. Câu sướng thiệt nè, nè. Wow, cái gô khủng nha, gô mè nha. Đó đó, câu xuống mình cho thấy. Wow. Hơi nhỏ con, hơi không được bự mấy. Thôi, nó hay lắm. Tới mùa mày tát không còn nhiều nữa. Bởi vì cầu thổi má. Có thấy gì đâu. Trời, được có nhiêu đâu. Không có thắt chứ. Không bị rung, còn mà cầm ra là nó bị ngắt nó rung. Rung. Coi kìa, trong máy á. Trời, con nào mấy coi kìa. Ngồi chút kìa một chút. Nó dị dáng. Gặt nó đại đi, giật đại đi. Gặt ngang á. Gặt ngang nó dễ dính đó. Mà con bự mấy
Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái con cà lóc. Dữ quá luôn hả? Thank you.